chuẩn bị xong chưa? Dạ rồi. Lâu nay em vẫn uống thuốc điều chứng? Dạ. Cái gì vậy? Em không làm đúng yêu cầu của tôi hả? Không tắm sà bông lại à? Em không thích mùi lại. Em không thích, nhưng tôi thích. Không có hương lại, tôi không thăng hoa được. Anh chỉ diện cớ thôi. Đừng có tưởng em không biết. Anh dùng mùi lại để tưởng tượng em là người con gái anh yêu. Đã 20 năm rồi, em không muốn sống bằng hình bóng của người con gái đó. Em, tôi cấm em ghen với người con gái mà tôi yêu. Ngay lập tức vô tắm lại cho tôi. Đừng có để tôi nổi khùng lên. Cô nghe không? Nhanh! Cô muốn đi chơi á, không mấy cô đi ra ngoài ngoại á. Đừng đi trong này, trong này nhiều thú quan nguy hiểm lắm mà cô. Tôi biết rồi, cảm ơn chú. Dạ, có gì cô. Thank you.
tiểu thư này sao? Ai mà không biết những người khù cho người ta sợ để lấy công dẫn đường. Hạnh Nhi này không dễ bị lừa đâu. Cô có sao không? Dạ em không sao. Cô bị trật chân rồi, không nên cử động. Không cử động vậy làm sao em về nhà được? Cô thật không biết phải làm sao. Thank you.